nhằm cung cấp những thông tin về sự phát triển cũng như thực tiễn áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại trên thế giới nói chung và hai nước Việt Nam Hàn Quốc nói riêng. Sáng ngày hôm nay, ngày 20 tháng 7 tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc phối hợp tổ chức hội thảo Trọng tài Quốc tế Thương mại và Đầu tư với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước. Hội thảo được chia thành 3 phiên xoay quanh 3 nội dung chính gồm tổng quan thực tiễn trọng tài thương mại tại Việt Nam và Hàn Quốc, việc công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài và vấn đề giải quyết tranh chấp về đầu tư. Theo chia sẻ của đại diện Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC, số lượng giải quyết tranh chấp tại trung tâm đã có tiến triển qua từng năm. Nếu năm 2010 chỉ có 63 vụ, thì hết năm 2015, con số này là 146 vụ. Hầu hết các phán quyết của VIAC nói riêng và Trọng tài Quốc tế Việt Nam nói chung đều được công nhận và thi hành ở nước ngoài, cho thấy sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam và thế giới, trong đó có Hàn Quốc. Hiện Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Hàn Quốc có tổ chức trọng tài quốc tế K-CAP với khoảng 400 vụ đã xử lý năm 2015. Trong số đó, khoảng 80 vụ là các vụ quốc tế. Cuối năm 2015, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc chính thức có hiệu lực. Các vụ tranh chấp giữa doanh nghiệp hai nước cũng sẽ gia tăng. Cùng với tòa án thì trọng tài thương mại quốc tế được đánh giá là một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả mà doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau đều có thể sử dụng, qua đó xóa bỏ rào cản pháp lý, thúc đẩy kinh tế đất nước.